Cho tôi hỏi, khi hợp đồng công chứng quyền sử dụng đất mà không thể hiện nhà hối trên đất, có đối tượng không thực hiện được thì có bị vô hiệu hay không? Đối với trường hợp khi mà thực hiện hợp đồng chuyển nhượng hoặc là tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nếu như trong hợp đồng không có thể hiện cái phần nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể thương lượng và cùng nhau đi đến cái thống nhất để bổ sung thêm cái nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bằng một cái phụ lục hợp đồng. Nếu như trong trường hợp hai bên có phát sinh tranh chấp thì có thể liên hệ với cơ quan tòa án để được giải quyết. Đối với cái hợp đồng mà đã được công chứng mà không có thể hiện cái tài sản là nhà ở và những cái tài sản khác gắn liền với đất ở trên cái quyền sử dụng đất, thì sẽ được tòa án xem xét để tuyên cái hợp đồng này có vô hiệu hay không. Nếu không may rơi vào cái trường hợp này thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải cung cấp cho tòa án những cái tài liệu, những cái văn bản mà liên quan đối với cái việc thỏa thuận chuyển nhượng hoặc là tặng cho quyền sử dụng đất có kèm hay không cái tài sản nhà ở và những cái tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, nếu mà trong cái hợp đồng đã được công chứng thiếu cái nội dung về nhà ở và những cái tài sản khác gắn liền với đất, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể thực hiện bổ sung bằng cái phụ lục hợp đồng sau khi các bên đã thương lượng thống nhất. Hoặc là không may rơi vào cái tình trạng mà phát sinh tranh chấp thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể liên hệ với tòa án để được tòa xử theo quy định. Còn cái việc cái hợp đồng có vô hiệu hay không thì phải đợi sau khi cái kết quả xét xử của tòa án thì sẽ biết được cái hợp đồng mình có vô hiệu hay không. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.